Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, hôm nay cô Loan sẽ hướng dẫn các em văn bản đọc đầu tiên trong bài học số 8, khác biệt và gần gũi, đó là văn bản của tác giả Lạc Thanh. Văn bản xem người ta kìa. Trong bài học này, cô sẽ cùng với các em đi theo 5 bước. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ vào phần bước khởi động. Bước thứ hai là đọc và tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Bước 3 là các em chúng ta sẽ đi khám phá văn bản. Bước 4, chúng ta sẽ tổng kết lại những cái giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản. Và bước thứ 5, các em chúng ta sẽ đi vào làm các bài tập thực hành viết kết nối với đọc. Và bây giờ, các em chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài học. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là phần khởi động. Với phần khởi động này thì nhiệm vụ của các em đọc, suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong phần trước khi đọc. Như vậy, đứng trước một người bạn xuất sắc về nhiều mặt thì em có suy nghĩ gì? Và trong cuộc sống, mỗi người có quyền thể hiện cái riêng của mình hay không? Vì sao? Như vậy thì các em thấy là khi đứng trước một người bạn xuất sắc về nhiều mặt thì chắc chắn các em chúng ta sẽ có nhiều những cái suy nghĩ. Vậy các em thử nhớ lại xem là mình đã từng suy nghĩ như thế nào. Có thể là các em khâm phục bạn, noi gương bạn, hay là cảm thấy bạn có những cái phẩm chất vượt trội mà mình khó có thể sánh bằng. Như vậy thì văn bản ngày hôm nay cũng phần nào giải tỏa những cái băn khoăn ấy của các em. Và các em chúng ta thấy có bao giờ mà các em chúng ta cảm thấy bản thân mình có cái riêng không giống người khác hay không? Như là tính cách này, cá tính này, cách ăn mặc, rồi là sở thích, vân vân, đúng không? Em có muốn giữ gìn cái riêng đó của riêng mình hay không? Vậy thì những bạn khác cũng có những cái riêng của các bạn đó. Và các bạn đó cũng muốn là quý cái riêng đó của họ. Như vậy, các em thấy trong cuộc sống chúng ta luôn luôn hòa đồng gần gũi với mọi người. Tuy nhiên thì mỗi cá nhân luôn tồn tại những cái riêng biệt. Và bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu văn bản xem người ta kìa, để hiểu được những cái điều mà mẹ luôn muốn con mình giống người khác, và cái sự khác biệt trong mỗi con người. Văn bản xem người ta kìa. Sau phần khởi động, chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai, đó là phần đọc và tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng cô đi vào phần đọc văn bản. Như vậy thì khi đọc văn bản này, chúng ta chú ý cho cô, đó là giọng đọc to, rõ ràng, chậm rãi, thể hiện được lý lẽ của tác giả đưa ra. Và đặc biệt trong quá trình đọc thì các em chúng ta sử dụng các chiến lược đọc như là theo dõi, suy luận, được thể hiện trong các cái thẻ chỉ dẫn màu vàng ở trong sách giáo khoa. Đồng thời, khi mà các đoạn văn bản có thể xuất hiện những cái từ ngữ khó thì các em chúng ta có thể tìm hiểu nghĩa của những cái từ ngữ này được chú thích ở dưới phía chân trang sách. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản được dễ dàng. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc toàn bộ văn bản xem người ta kìa. Các em chúng ta chú ý lắng nghe và theo dõi đọc trong sách giáo khoa trang 54. Xem người ta kìa, tác giả Lạc Thanh. Xem người ta kìa, đó là câu mẹ tôi thường thốt lên mỗi khi không hài lòng với tôi về một điều gì đó. Cùng với câu này, mẹ còn nói: người ta cười chết. Có ai như thế không? Có ai làm như vậy không? Ai đời lại thế? Tôi là đứa trẻ được dạy nhiều về hiếu thuận. Tôi đã cố sức vâng lời mẹ để mẹ vui lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, thú thật tôi không thấy thoải mái chút nào. Giờ đây mẹ tôi đã khuất và tôi cũng đã lớn. Tôi luôn nhớ về mẹ với niềm xúc động khôn nguôi. Tôi đã hiểu ra mỗi lần bảo tôi xem người ta kìa là một lần mẹ mong tôi làm thế nào để bằng người, không thua em kém chị, không làm xấu mặt gia đình dòng tộc,
không để ai phải phàn nàn, kêu ca điều gì. Mà có lẽ không riêng gì mẹ tôi, có người mẹ nào trên đời không mong ước điều đó. Mẹ tôi không phải không có lý khi đòi hỏi tôi phải lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo. Trên đời, mọi người giống nhau nhiều điều lắm. Ai chẳng muốn thông minh, giỏi giang. Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng. Ai chẳng muốn thành đạt. Thành công của người này có thể là niềm ao ước của người kia. Vì lẽ đó, xưa nay, không ít người tự vượt lên chính mình nhờ noi gương những cá nhân xuất chúng. Mẹ muốn tôi giống người khác, thì người khác đó trong hình dung của mẹ nhất định phải là người hoàn hảo, 10 phân vẹn 10. Tuy vậy, trong thâm tâm, tôi không hề cảm thấy dễ chịu mỗi lần nghe mẹ tôi trách cứ. Từ khi biết, nhìn nhận và suy nghĩ, tôi dần dần hiểu ra rằng thế giới này là muôn màu muôn vẻ, vô tận và hấp dẫn lạ lùng. Vạn vật trên rừng, dưới biển đều thế, và xã hội con người cũng thế. Nhớ các bạn trong lớp tôi ngày trước, mỗi người một vẻ, sinh động biết bao. Ngoại hình khác nhau, giọng nói khác nhau đã đành, mà thói quen, sở thích cũng có giống nhau đâu. Người thích vẽ vời, người ưa ca hát, nhảy múa, có bạn chỉ khi ra sân tập thể thao mới thực sự được là mình. Về tính cách thì sôi nổi, nhí nhảnh hay kín đáo, trầm tư có đủ hết. Người ta thường nói học trò nghịch như quỷ, ai ngờ quỷ cũng cả là cả một thế giới, chẳng quỷ nào giống quỷ nào. Tôi đã đọc đâu đó một câu rất hay: chỗ giống nhau nhất của mọi người trên thế gian này là không ai giống ai cả. Chính chỗ không ai giống ai nhiều khi lại là một phần rất đáng quý trong mỗi con người. Tôi muốn trở lại với dòng hồi ức được khai mở ở đầu bài. Dù có ý định tốt đẹp, nhưng người thân yêu của ta đôi lúc cũng không hẳn đúng khi ngăn cản, không để ta được sống của con người thực của mình. Ai cũng cần hòa nhập, nhưng sự hòa nhập có nhiều lối chứ không phải một. Mỗi người phải được tôn trọng với tất cả những cái khác biệt vốn có. Sự độc đáo của từng cá nhân làm cho tập thể trở nên phong phú. Nếu chỉ ao ước được giống người khác, thì làm sao ta có hy vọng đóng góp cho tập thể, cho cộng đồng một cái gì đó của chính mình. Đòi hỏi chung sức chung lòng không có nghĩa là gạt bỏ cái riêng của từng người. Càng lớn, tôi càng hiểu nỗi lòng mong ước của mẹ hơn. Tôi không còn cái cảm giác khó chịu nữa, bởi đã nhận thức được rằng những lời trách cứ mẹ dành cho tôi cũng có thể là câu mà bao người mẹ trên đời này đã nói với con. Tôi muốn đổi nội dung câu nói "xem người ta kìa" thành một lời khích lệ. Người ta đã khác, đã hay như thế, sao mình lại không khác, không hay theo cách của mình? Biết hòa đồng, gần gũi mọi người, nhưng cũng phải biết giữ cái riêng và tôn trọng sự khác biệt. Chẳng phải vậy sao? Theo Lạc Thanh, tạp chí Không Lam, số 8, 2020. Đó là các em chúng ta vừa nghe toàn bộ cô đọc là văn bản "xem người ta kìa". Các em chúng ta vừa được nghe cô đọc mẫu văn bản "xem người ta kìa". Các em sẽ luyện đọc văn bản này thật kỹ ở nhà nhé. Như vậy khi đọc văn bản thì các em chúng ta có một số những cái từ ngữ khó các em chúng ta cần phải chú ý ở dưới chân trang sách. Có ví dụ như các từ như là từ hiếu thuận. Từ hiếu thuận ở đây đó là có lòng kính yêu và biết nghe lời cha mẹ. Từ thứ hai đó là từ chuẩn mực. Chuẩn mực tức là cái được chọn làm căn cứ để theo đó mà làm cho đúng. Từ thứ ba đó là từ xuất chúng. Từ xuất chúng tức là nổi bật hơn hẳn mọi người về tài năng trí tuệ. Và từ thứ tư đó là từ hoàn hảo. Hoàn hảo tức là tốt đẹp về mọi mặt.
Đó là những cái từ ngữ mà chúng ta cần phải chú ý nghĩa của nó. Như vậy, sau khi đọc xong văn bản, các em sẽ cùng cô chuyển sang phần thứ hai, đó là phần tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi vần phần tác giả. Như vậy, tác giả ở đây đó là Lạc Thanh. Đó, về phần tác phẩm, về xuất xứ. Xuất xứ chúng ta thấy là ở cuối văn bản, sách khoa trang 55, ghi trích trong tạp chí Sông Lam số 8 2020. Đó. Cái tiếp theo nữa đó là về thể loại. Như vậy thể loại ở đây đó là văn bản nghị luận. Văn bản nghị luận là một văn bản khá mới mẻ đối với các em học sinh lớp 6 và là một loại văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề nào đó. Và trong văn bản ngày hôm nay thì cũng muốn nói đến đó là ý nghĩa của những cái chung với mọi người và cái riêng biệt đối với con người. Đó là văn bản nghị luận, đúng không? Chúng ta phần tiếp theo đó là phương thức biểu đạt. Vậy thì về phương thức biểu đạt ở đây, đó là nghị luận kết hợp với tự sự và biểu cảm. Trong đó thì nghị luận là một cái phương thức biểu đạt chính của văn bản này. Đó. Về ngôi kể thì các em chúng ta thấy ngôi kể ở đây đó là ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng tôi. Đó, người kể chuyện xưng tôi. Về phần bố cục thì chúng ta có rất nhiều cách chia bố cục khác nhau, nhưng mà cô Loan sẽ chia văn bản này làm 3 phần như sau. Các em chúng ta lấy bút chì đánh dấu vào trong sách giáo khoa để chúng ta tí nữa các em chúng ta đi vào khám phá văn bản một cách dễ dàng. Đó, bố cục gồm 3 phần. Phần thứ nhất đó là từ đầu cho đến là mong ước điều đó. Đó là phần nêu vấn đề. Như vậy nội dung của phần 1 này đó là cha mẹ luôn muốn con mình hoàn hảo giống người khác. Phần thứ hai đó là từ chỗ tiếp theo cho đến là trong mỗi con người. Phần này là phần giải quyết vấn đề. Nội dung của phần này đó là phân tích, bình luận, chứng minh vấn đề để so sánh người này với người khác. Đó, phần thứ ba. Phần thứ ba ở đây tức là phần còn lại. Đó là phần kết luận vấn đề. Phần kết động vấn đề đó là hòa đồng gần gũi với mọi người nhưng cũng cần tôn trọng sự khác biệt cho chính mình. Đó, như vậy các em chúng ta cần nắm được cái bố cục để chúng ta đi tìm hiểu văn bản một cách dễ dàng. Sau đây các em sẽ cùng cô đi tìm hiểu kỹ hơn các phần này trong mục 3, đó là phần khám phá văn bản và đó cũng là nội dung chính trong buổi học ngày hôm nay. Như vậy trong phần khám phá văn bản này thì chúng ta sẽ cùng cô lần lượt đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trong phần sau khi đọc trang 56. Như vậy các em chúng ta sẽ đi khám phá các cái vấn đề chính, nêu vấn đề, tức là cách nêu vấn đề nghị luận của tác giả. Giải quyết vấn đề, tức là bàn luận về vấn đề, tìm hiểu những cái lý lẽ, những lời diễn giải có lý của người viết. Tìm hiểu những cái bằng chứng, những sự khác biệt trong mỗi cá nhân là phần rất đáng quý trong mỗi con người. Từ đó chúng ta rút ra nội dung chính mà người viết muốn hướng tới và muốn đi tới, tức là phần kết thúc vấn đề. Đó. Như vậy, điều đầu tiên các em sẽ cùng với cô tìm hiểu phần nêu vấn đề nghị luận. Các em chúng ta theo dõi cho cô hai đoạn văn đầu tiên trong văn bản trong sách giáo khoa trang 54. Các em chúng ta thấy khi không hài lòng điều gì đó với đứa con thì người mẹ thường nói với con điều gì? Đó là người mẹ thường thốt lên một câu nói đó là xem người ta kìa. Như vậy thì khi thốt lên như vậy thì người mẹ mong muốn ở con điều gì? Và mỗi khi nghe mẹ nói như vậy thì người con có tâm trạng như thế nào? Em đã bao giờ mà nghe những câu nói tương tự của cha mẹ và có tâm trạng giống như người con trong văn bản này chưa? Như vậy thì các em có thấy trong văn bản này người mẹ nói một câu đó là xem người ta kìa. Cùng với câu nói này thì người mẹ còn nói đó là
người ta cười chết. Rồi, có ai như thế không? Có ai làm như vậy không? Ai đời lại thế? Đó, như vậy thì khi nghe những lời nói này của mẹ thì người con có vui không? Chắc chắn là không vui chút nào, đúng không nào? Và cái tâm trạng của người con trong cái văn bản được nhắc đến đó là tôi không thấy thoải mái chút nào, cố sức vâng lời, cảm thấy không hề dễ chịu khi nghe mẹ nói. Đúng nào? Và khi người mẹ nói xem người ta kìa, thì người mẹ luôn muốn con mình hoàn hảo giống người khác, con mình bằng người khác. Như vậy, mục đích mà để con mình bằng người khác, không thua chị kém em, không làm xấu mặt gia đình dòng tộc, và không để ai phàn nàn kêu ca điều gì. Như vậy thì mong ước của người mẹ tức là luôn muốn con mình hoàn hảo giống người khác. Đó là một cái điều mà mong muốn rất là giản dị, mong muốn rất là giản dị của người mẹ. Đúng nào? Và chúng ta thấy mọi bậc cha mẹ đều mong muốn con cái mình khôn lớn và trưởng thành bằng bạn bè. Có lẽ vì vậy mà cha mẹ thường lấy cái tấm gương sáng để con mình học hỏi và noi theo. Tuy nhiên thì cái sự áp đặt đó có thể là khiến chúng ta cảm thấy không hài lòng, vì chúng ta chưa hiểu, chưa biết được mong ước của các bậc làm cha làm mẹ. Như vậy tác giả đã dùng chính cái lời kể để giới thiệu vấn đề. Đây là một cách vào bài của một văn bản, và tác giả đã kể lại câu chuyện về người mẹ của mình, nhắc lại người mẹ nhiều lần trong văn bản, không nhằm mục đích là thể hiện tình cảm với mẹ. Và người mẹ đã khơi gợi ra vấn đề là nên giống người khác hay là nên khác biệt. Như vậy thì cái ý nghĩa chung cho nhiều người và cái riêng cho một người. Và cái ý nghĩa dùng lời kể giới thiệu về vấn đề này, đây chính là cách vào bài đầy ấn tượng của tác giả. Và nó sẽ tăng tính hấp dẫn và gây tò mò, dùng nhiều lý lẽ và bằng chứng, như vậy sẽ mang tính thuyết phục cao. Như vậy thì các em chúng ta bước đầu nhận diện được về đặc điểm của kiểu bài nghị luận. Và các em chúng ta đã hiểu được mong ước của người mẹ. Như vậy thì theo em, tác giả đồng tình hay không đồng tình với mong ước của người mẹ? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần tiếp theo của bài học vào tiết sau, trong phần 2 các em nhé.